Hello, xin chào quý khán giả của Đài Sài Gòn TV 55.3. Xin cảm ơn quý khán giả đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống bảo trợ bởi Hội Y Nha Dược của Dallas Fort Worth. Hôm nay tôi là bác sĩ Lâm, có rất hân hạnh chào mừng bác sĩ Hạnh đã trở lại với chương trình hôm nay. Chào bác sĩ Hạnh. Hello, chào anh Jonathan. Rất hân hạnh trở về với chương trình với quý vị. Chủ đề hôm nay tụi mình sẽ nói về cái bệnh là thyroid. Thyroid. Thì thyroid nó nói tiếng Việt là tuyến giáp, yeah, hay là tuyến giáp trạng, tùy cái translation nó nói như sao. Nhưng mà chắc mình nói với khán giả là cứ nhớ là chỉ nói thyroid đi, thì thyroid học được chút xíu tiếng Anh. À, rồi nhiều khi chứ mình nói tuyến giáp không, nhiều khi cái mấy danh từ nó cũng khó hiểu, yeah, lắm. Yeah. Thì mình tập nói là nói thyroid đi. Yeah. Thì chút xíu mình nói về nó có hai ba thứ loại, yeah, bệnh của thyroid. Còn khó là thí dụ như là nó hypofunctioning, tức là nó bị thiếu chất hormone của cái thyroid. Yeah. Tức là... Thì họ nói là suy giáp. Cái đó, yeah, là suy giáp. Ok. Yeah. Còn một chút xíu mình sẽ nói cái phần hai là nếu mà nó hoạt động quá nhiều, nó ra cái chất thyroid quá nhiều thì nó có triệu chứng khác đi, thì nó đi ngược, yeah, lại. Thì cái đó là hyperthyroidism, là cương giáp phải không? Dạ. Yeah. Rồi nếu mình còn dư thời gian thì mình có thể nói về bú cổ với... có thể là ung thư của cái tuyến giáp này nữa. Đúng rồi. Trước khi mình vô đề đó anh, hay mình nói với khán giả là basic anatomy, cái tuyến giáp đó nó ở đâu vậy? Ok. Thì đại khái đa số mình chỉ nói là bú khổ thôi. Thì tức là đương nhiên nó sẽ nằm ngay chỗ cổ, ngay cái cổ họng mình phía trước. Dạ. Yeah. Thì có nhiều người có thể là nó phụ lên một cục tuyến giáp, cái gland, hay là có nhiều khi nó lại không có, yeah, thì chỉ có thử máu mới biết thôi. Hay là nhiều khi có triệu chứng là một là đau cổ họng ở phía ngoài, hay là nhiều khi mình nuốt không được, nó khó nuốt, hay là tự mình nhìn gờ nó có một cục gì đó, yeah, thì tốt hơn là đến bác sĩ. Tại vì để bác sĩ Hạnh nói về suy giáp đi, là, yeah, thiếu thyroid, là hypothyroidism đi. Yeah. Thì thường thường á, suy giáp á, mình nhiều khi mà physical exam á, mình khám bệnh á, cũng không có cảm giác là có bú hay có cái nốt nào hết trong cổ. Nhưng mà thường thường mình thử máu, nếu mình thử máu nó cái hormone á nó ra, nếu mà nó too high á, gọi cái test á, thường thường mình được chọn là TSH. Rồi nếu mà cái số hormone đó nó cảm thấy mình abnormal á, bắt đầu thì mình phải thử lại có phải là lab error hay không. Rồi chọn thêm một cái test nữa là T4, là cái thyroid hormone, là hay cái hormone tuyến giáp nó ở trong máu của mình. Rồi nếu mà mình confirm diagnosis rồi đó, thì mình bắt đầu discuss treatment. Nhưng mà trước khi đó mình cũng có triệu chứng phải không? Thì đúng, nói về triệu chứng trước thì đa số bệnh nhân có là muốn biết thì, là cái triệu chứng nó làm sao. Triệu chứng thường thường là cũng hơi khó nói. Tại vì thường thường ai cũng nói là mình tự nhiên mình tại sao mà mình lên cân. Đúng rồi. Mà cũng có nhiều cái lý do để lên cân lắm. Rồi nóng lạnh không bình thường, lúc nào cũng cảm thấy lạnh á. Rồi có thể là da mình nó rất là khô. Rồi hay là mình bị táo bón, đi không được. Even nếu mà mình ăn bình thường, vẫn ăn rau cỏ bình thường, uống nước bình thường mà vẫn táo bón. Hay là cái tóc của mình á, bắt đầu nó rụng, nó rất là giòn đi, rồi chải đầu cái nó rụng tóc nhiều lắm. Có nhiều người rụng tóc, có nhiều người có triệu chứng đó là rụng bình thường. Rồi nếu mà mấy người bị giống như là bị cái bệnh trầm cảm, hay là họ không hề bị trầm cảm mà tự nhiên họ cảm thấy hơi buồn chán, thì đó có là những cái triệu chứng của cái suy giáp. Nhưng mà thì nói chung á, nói chung thôi, nó cũng rất là khó để diagnose. Nhưng mà có người nếu mà vô complain thấy nhiều triệu chứng gì đó thì thường thường em order tự thử máu. Đúng. Thành ra nói tóm lại là cái triệu chứng của bệnh suy giáp của cái thyroid là thực sự là nó rất là khó, nó rất là general, thì nó nhiều triệu chứng lắm. Thì đa số thường thường mình đi khám bác sĩ hay là đi làm physical hay là khám tổng quát đó. Nếu mà có mấy cái triệu chứng đó, hay là thường thường trên 50 tuổi đó, là mình cũng thử cái máu đó, là nó kêu là cái TSH level. Thì cái đó là bác sĩ Hạnh chắc cũng là đồng ý là mình cũng thường thường làm như vậy. Dạ, thì thường thường cái recommendation nó nói là cái nhóm tuổi nào phải phải screen annually, có thể screen được
hay nếu mình có triệu chứng thì phải thử. Đúng rồi. Rồi những người lớn tuổi thì giống thì mình càng lớn tuổi thì bộ phận những cái bộ phận của mình nó không có hoạt động như bình thường thì mình cũng tốt nhất cũng thử mỗi năm. Đa số cũng như là mấy người ở bệnh viện dưỡng lão này kia rồi đó hả? Dạ. Thì họ có nhiều khi còn có mấy cái bệnh thyroid mà họ không biết. Dạ. Bên đó. Dạ. Thì nếu mà mình nhưng mà mình đợi tới lúc cuối á, họ sưng phù rồi hay là triệu chứng tới nỗi mà không mà hay cái gì đó thì nó rất là trầm trọng rồi. Trầm trọng lắm. Cho nên simple blood test routine mỗi năm làm cũng không có hại gì. Nếu mình normal thì tốt. Còn có một hai trường hợp nhiều khi rất là hiếm á, là nhiều khi trẻ em sinh ra nó cũng bị luôn. Thì thường thường là lúc là em bé còn mới sinh ra ở bên bệnh viện á, là bác sĩ họ đã thử cho cái TSH để khám rồi. Dạ thì thường thường á, hồi lúc mà em còn làm những ngành đỡ đẻ rồi đó thì có lúc luyện tập á, thì nếu mà người mẹ đó mà có cái bệnh suy giáp thì thường thường em bé sinh ra thì mình cũng thử coi em bé có bình thường, mọi gì có bình thường hay không. Hay là nếu mà em bé mà sinh ra mà đủ ngày đủ tháng nhưng mà cái cân lượng nó không có đúng hay mặt mày thấy hơi không có được bình thường thì mình cũng nên thử. Thì là nó không có phát triển bình thường lắm thì tốt hơn. Dạ. Nhưng mà thường thường á không phải tất cả em bé nào cũng thử. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thường thường có triệu chứng nhưng mà mấy đứa trẻ sinh từ cái bệnh viện sinh ra là đứa nào 100% là nó có thử cái bệnh đó cho biết hết trơn rồi. Cái screening TSH nó phải làm hết trơn rồi không? Tùy bệnh viện thôi. Thì lúc hồi đó cái bệnh viện em làm ở Waco thì nó không có thử tất cả em bé. Nó chỉ thử một phần nào thôi đó thôi. Rồi nếu mà em bé mà sinh ra mà có bị suy giáp á thì rất là quan trọng, mình cần phải biết. Tại vì nếu mà nó không có cái chất hormone này đó thì nó không có phát triển, nó không có lớn được. Thì đúng rồi, con nít thì nó ảnh hưởng tới xương. Dạ. Xương nó không lớn được. Còn thí dụ mình nói là lên gặp người bác sĩ thì khám, đa số là thử máu để khám thôi. Dạ. Chứ nếu mà nói về cái khám tổng quát, cái physical thì nhiều khi cũng không thấy gì. Ngoài chỉ thấy là người bệnh nhân có thể là lên cân hay là người họ chỉ nói họ mệt thôi. Hoặc là có thể da họ bị khô này kia rồi mấy triệu chứng đó là mình nói rồi. Nhưng mà còn một lý do nó đa số là bị suy giáp á, là chút xíu mình sẽ nói là tại vì nó bị cương giáp là nó hyperactive cái thyroid gland quá, rồi họ chạy đi, tức là họ cho thuốc, một loại chất thuốc phóng xạ họ bắn, họ chỉ cái cục tuyết giáp, rồi cái cục đó mấy cái tế bào nó chết đi hết thì nó sẽ bị, nó không còn làm hormone nữa. Thì nó là cái đó người là bắt đầu bị suy giáp lại. Thì mấy người đó là phải uống thuốc hết suốt đời phải không? Với lại những người mà cần, nếu mà có giải phẫu á, nếu mà có bệnh gì khác mà giải phẫu mà họ lấy cái tuyến giáp của mình ra đó thì cũng phải uống cái thuốc replacement cho hết cuộc đời của mình. Tại vì nếu mà mình thiếu cái chất hormone này thì nó ảnh hưởng tất cả xương, tóc, tai, da, organ, cái gì nó rồi họ nói thường thường là complain là mệt mỏi nữa. Đúng rồi. Không muốn làm gì hết. Còn một cái mình thấy là một cái triệu chứng nữa là nhiều khi nó không có thường lắm nhưng mà mấy người dễ bị đau nhức đó. Vậy mỗi muscle mà LCA là bị đau nhức muscle đó, mình pick up được rất là nhiều case là mình chỉ thử cái thyroid thôi. Tự nhiên nó thấy nó bị thiếu đi. Rồi cho họ uống thuốc lại thì nó khỏe lại. Thì nói lại là mình hồi đó mình cũng nói cái show vitamin D thì đó cũng là một cái triệu chứng, thì phải nói là cái triệu chứng nó rất là chung chung. Cho nên nếu mà mình thử thì mình thử một loạt hết. Rồi nếu mà rồi nói mình trị liệu á, thuốc á, mình cho thuốc rồi á thì anh Jonathan nhắc với cái khán giả là cái thuốc thyroid này phải uống làm sao? Thì đương nhiên một khi mà một người bác sĩ bắt mạch rồi, nếu mà bị thiếu chất thyroid đó thì tốt hơn là nếu mà họ cho cái hormone đó thì cứ một ngày một viên thôi. Là rất cái quan trọng là uống xong là mình thường thường 4 tới 6 tuần lên thử máu lại coi đúng lượng không. Rồi đúng lượng xong rồi á là mấy người bệnh nhân cứ phải uống suốt đời. Suốt đời không có ngừng được. Tại sao mà tới 4 tới 6 tuần mới thử ra được? Tại sao mình không tự thử từng từng sao?
thường thường cái hormone của cái thyroid thì nó thay đổi rất là chậm. Thì có nhiều người nhiều khi quên thuốc, bỏ thuốc đi một hai ngày, một tuần, hai tuần, có cảm giác là tôi không thấy có triệu chứng gì, có uống thuốc nó cũng vậy, không uống thuốc nó cũng vậy. Thì thành ra nhiều khi cái bệnh nhân rất khó là biết, chỉ có phải thử máu mới biết thôi. Dạ, nhất thường thường em cũng nhắc với mọi người là nếu mà có uống thuốc thyroid này, tại nó là chất hormone, cho nên uống buổi sáng trước khi mình ăn ăn uống gì, uống với nước thôi, uống bụng trống cho nó dễ absorb hơn, cho nên nó không có mix với mấy cái thuốc khác, vậy nó more effective vậy thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thì bây giờ thì chương trình hồi nãy nói về là suyết giáp tức là thiếu thyroid, thì xin ngừng lại cái chương trình chút xíu để cho một xíu thông tin thương mại, rồi phần 2 mình sẽ trở lại về mình nói về làm sao là hyperthyroid là cơn giáp. Yeah.